Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Việc U23 Myanmar xin rút lui mang đến xáo trộn cho giải U23 Đông Nam Á, khi bảng B lúc này chỉ còn hai đội, U23 Malaysia và U23 Lào. Ban tổ chức giải sau đó đã điều chỉnh một chút về lịch thi đấu của bảng đấu này. Việc có thêm đội rút lui cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cơ hội vào bán kết của các đội bóng khác, trong đó có U23 Việt Nam. Cũng do lo ngại nguy cơ nhiễm Covid-19, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã quyết định hủy bỏ buổi tập hồi phục tại bể bơi vào chiều hôm qua. Trước đó vào buổi sáng, toàn đội đã tập thể lực tại phòng gym của khách sạn. Tất cả đều cho thấy quyết tâm của mình khi trận đấu khai màn đã đến gần. Ngoài việc đảm bảo về chuyên môn, đội tuyển U23 Việt Nam còn phải chấp hành nghiêm ngặt quy định về phòng dịch, bởi cho đến lúc này đã có hai đội bóng không thể thi đấu vì Covid-19. Vào chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ được quan sát Singapore và Thái Lan chạm trán nhau, để từ đó có cái nhìn chính xác hơn về thực lực của hai đối thủ này. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.